quân nhân Peshmerga chuẩn bị vô thị trấn Kobani dưới sự yểm trợ của phi cơ Hoa Kỳ tính từ Kobani, Syria. Hôm nay, quân nhân Peshmerga của vùng tự trị Kurdistan, Iraq đã chế đầy xe xăng cho xe truck, xe tăng để chuẩn bị vượt biên giới Thổ Nhĩ Kỳ đi tới thị trấn Kobani. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã canh phòng lối vào một trạm xăng ở thị trấn Soruk, là nơi mà quân nhân Peshmerga đang chuẩn bị xe cộ và vũ khí. Thị trấn Kobani đã bị phiến quân quốc gia Hồi giáo bao vây trên 40 ngày, không được tiếp tế từ bên ngoài. Mặc dù bị Hoa Kỳ và các nước trong liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo không kích, phiến quân quốc gia Hồi giáo tiếp tục tấn công thị trấn. Dân quân người Kurd trong thị trấn hy vọng Peshmerga sẽ làm thay đổi chiến trường. Thị trấn Kobani còn được gọi bằng tiếng Ả Rập đó là Ain Al Arab, đã trở thành nơi thí nghiệm chiến dịch không kích của Hoa Kỳ và liên minh có hiệu quả như thế nào. Hoa Kỳ đã gia tăng không kích các mục tiêu phiến quân quốc gia Hồi giáo ở Kobani trong 2 ngày qua, trước khi lực lượng Peshmerga tới nơi. Toán tiền phong Peshmerga đầu tiên khoảng 10 người đã tới Kobani để chuẩn bị cho đoàn xe mang theo quân nhân và vũ khí nặng vào thị trấn. Tuy nhiên bị phiến quân quốc gia Hồi giáo pháo kích, làm cho hành trình đoàn xe phải trì hoãn. Ông Idris Nason, là sở trưởng ngoại giao quận Kobani, nói rằng phiến quân quốc gia Hồi giáo đã gia tăng tấn công khi nghe tin viện quân Peshmerga sắp tới. Những quân nhân Peshmerga đang có mặt ở Kobani đang chuẩn bị con đường an toàn cho đoàn quân xa tiếp viện. Ông Hamin Horani, là một viên chức cấp cao của đảng Dân chủ Kurdistan ở Iraq, nói rằng Peshmerga ở Kobani đang tìm những vị trí trong thành phố để đặt súng nặng. Khoảng 100 quân nhân Peshmerga đã tới Thổ Nhĩ Kỳ bằng phi cơ, sau đó họp với đoàn xe chở theo trọng pháo và súng thượng liên gắn lên xe truck.